Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần ở trên kênh YouTube cũng như trên kênh Facebook. Thì buổi điểm tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích tình hình thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua, cũng như có một vài cái phân tích nhận định xu thế thị trường ở trong tuần tới, tức là tuần từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 2. Và chúng ta cũng sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu, một số các mã cổ phiếu mà có những cái tín hiệu khá là đẹp trong tuần vừa qua. Thì trước khi mà chúng ta đi phân tích thị trường trong tuần vừa qua, thì Hùng Lê sẽ có ba cái ý muốn đề cập ở trong cái bản tin video đầu tiên của ngày hôm nay. Thì cái ý thứ nhất Hùng Lê muốn đề cập đến ở đây đấy là tính tính chu kỳ của thị trường. Thì rõ ràng một điều là xuyên suốt trong tất cả các cái bản điểm tin của Hùng Lê, các cái bản tin phân tích của Hùng Lê ở đây thì Hùng Lê có đề cập đến cái tính chu kỳ của thị trường, đấy là tính chu kỳ của quý 1 hàng năm. Thì thường thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ có một cái mức tăng khá là tốt, và rõ ràng một điều là trong quý 1 của năm 2019 thì thị trường chứng khoán của chúng ta cũng đã tăng tăng rất là ấn tượng trong tuần vừa qua. Thì đấy là cái tính chu kỳ thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các anh chị có thể xem lại bản tin video số 41, tức là lúc đó Hùng có phân tích thị trường tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1. Thì lúc đó Hùng đánh giá là một cái nhịp hồi của thị trường đã xuất hiện, và trong cái phần đầu của bản tin video số 41 thì Hùng có đề cập đến hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tâm lý của nhà đầu tư. Thì tại thời điểm đó chúng ta có thể thấy rằng tâm lý của nhà đầu tư đang hết sức là cùng cực, hết sức là bi quan, và thậm chí là Hùng đã có những cái số liệu rằng là những cái nhà đầu tư đã bán một phần cắt lỗ hoặc một phần là chốt danh mục, và một số nữa là coi như đứng im nhìn thị trường hoặc là đã chuyển tiền ra khỏi tài khoản chứng khoán. Thì đấy là một trong những cái yếu tố gọi là điều kiện cần để thị trường tạo đáy. Và điều kiện đủ, Hùng Lê có đề cập đến điều kiện đủ, tức là cái yếu tố thứ hai đấy là yếu tố tạo lập. Thì yếu tố tạo lập sẽ đến khi Hùng Lê có đề cập đến đấy là khi kinh tế thế giới ở trên những cái sự kiện chính trị ở trên thế giới nó có những cái sự kiện lớn tích cực, hoặc là cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung nó đã có dấu hiệu lắng dịu và nó có những cái bước phát tiến triển tiếp theo đó, hay là một cái sự kiện của đất nước chúng ta, đúng không, một cái sự kiện về kinh tế, những cái chính sách về kinh tế vĩ mô của đất nước. Thì đấy là những cái yếu tố mà nhà tạo lập sẽ sử dụng để đánh thị trường lên. Thì rõ ràng một điều là quay trở lại cái bản điểm tin ngày 14, tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1 thì Hùng Lê đã đề cập đến những cái vấn đề đó. Và trên biểu đồ VN Index của chúng ta đây, Hùng đánh đây là cái điểm xanh này là chính là cái điểm mà chính là cái thời điểm mà Hùng ra bản tin video số 41. Thì lúc đó Hùng đã đánh giá rằng là cái nhịp hồi của thị trường đã xuất hiện, và chúng ta mua ở thời điểm đó thì ít nhất là đủ T cộng 3. Đó, các anh chị cứ xem lại thì những cái bản tin định hướng thị trường của Hùng Lê thì nó cũng khá là sớm. Và tại vì sao ở trong giai đoạn hiện tại Hùng Lê không khuyến khích các anh chị đầu tư cổ phiếu trong tuần, đặc biệt là trong tuần vừa qua? Bởi vì rõ ràng là những cái thời điểm mua tốt nhất, những cái thời điểm mà mình mua tốt nhất thì nó đã qua rồi. Các anh chị cũng có thể xem lại xuyên suốt tất cả những bản tin của Hùng Lê từ từ rất sớm, thì những cái cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị cho các anh chị các cái điểm mua từ rất sớm, và sau đó thì nó đã đến thời điểm hiện tại nó đã có một cái quá trình tăng giá khá là tốt. Điển hình như là VCG, VGC hoặc là SGS, rồi đấy vân vân, một số cái mã cổ phiếu thì nó đã tăng rất là tốt rồi. Thì đến cái giai đoạn hiện tại, tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích sâu hơn, chi tiết hơn về thị trường đó. Thì một trong những cái yếu tố tạo lập mà nhà tạo lập đã sử dụng đó là chính là từ khi mà hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên được tổ chức tại Hà Nội, thì đấy là cái thời điểm đó, cái tin đấy ra thì thị trường của chúng ta đã có một mức tăng hết sức là ấn tượng từ vùng, tức là khi mà Hùng ra cái bản tin video số 41 thì VN Index của chúng ta là 900 điểm, và sau đó thì đã tăng một mạch lên tiệm cận đến vùng 1.000 điểm, rất gần vùng 1.000 điểm rồi.
Và một cái mức tăng đó thì đối với chỉ số VN Index của chúng ta thì nó mang một cái tính chất là nó trụ, nó tăng nhiều, dẫn đến nó bị méo mó hơn so với chỉ số HNX Index. HNX Index nó mang một cái nó đúng nghĩa hơn về 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 thuần về phân tích kỹ thuật. Và cái tính chu kỳ của thị trường thì Hùng đã trong ngày các anh chị chờ một tí. Trong ngày 26 tháng 2, trong ngày 26 tháng 2 thì Hùng đã có một vài cái ý liên quan đến đến thị trường. Và một ý liên quan đến thị trường. Cái thứ nhất đấy là thị trường chứng khoán đã có một nhịp tăng vừa qua, nó đồng thuận và đã có những cái trụ để kéo thị trường tăng từ vùng 910 và tiệm cận vùng 1.000 điểm. Và cái chính động lực chính đấy chính là cái sự kiện mà hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều được tổ chức tại Hà Nội. Cái ý thứ hai đấy là sự kiện sẽ kết thúc vào ngày mai và dư âm sang ngày kia, thì sau đó thì thị trường của chúng ta nó sẽ có một cái khoảng trống. Còn trên phương diện phân tích kỹ thuật thì VN Index đã có những tín hiệu tạo đỉnh, những nhịp chỉnh ngắn hạn, đường MACD suy yếu và một số các chỉ báo RSI tiếp tục ở vùng quá bán. Một số các chỉ báo chậm đã cho thấy thị trường của chúng ta đang có những dấu hiệu chuyển pha xu thế và chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Đấy cái ý thứ ba Hùng cũng có đề cập ở trên room. Và cái ý thứ tư đấy là các mã cổ phiếu trụ, cổ phiếu mang tính dẫn dắt dòng tiền đều đã đạt đến target của phân tích, ví dụ như là Vinamilk, ví dụ như Vinhome, ví dụ như là Vietcombank, GAT. Và điều này sẽ dẫn đến là khi các cổ phiếu đã đạt được về một cái target thì thị trường của chúng ta sẽ khó để bứt tốc tiếp theo, mà thị trường cần phải điều chỉnh, cần phải nghỉ ngơi để lấy lại. Và chính cái sự khi mà các cổ phiếu đã về đến những cái vùng target như thế thì dẫn đến một việc là thị trường cần cần phải có những nhịp chỉnh, cần phải có những cái nhịp nghỉ ngơi. Và cái ý cuối cùng đấy là quan điểm hiện tại của Hùng Lê là anh em chúng ta chủ động chốt lời tại vùng này, gặt lúa non thì bao giờ nó cũng thơm và ngon hơn. Thì đấy là một vài ý mà Hùng Lê đã chat ở trên Zoom. Thì hiện tại thì tiếng Hùng cái ý thứ hai thì Hùng sẽ đề cập ở trong bản tin này. Và nói như vậy thì cũng không có nghĩa là thị trường của chúng ta không có những mã cổ phiếu đẹp, không có những mã cổ phiếu mua được. Thì trên cái cơ sở là chúng ta có những cổ phiếu xuất hiện có tín hiệu dòng tiền đẹp thì chúng ta sẽ mua, và chúng ta sẽ mua ở một cái góc độ thăm dò, ở một góc độ mang một cái tính chất vừa phải. Đó. Thì cái tính chu kỳ của thị trường thì đến tại thời điểm này và cũng như trong bản phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến là thị trường của chúng ta đã tiệm cận đến vùng 1.000 điểm. Đấy là một cái vùng kháng cự cũng khá là mạnh, vì vậy nên chúng ta phải hết sức là lưu tâm. Thì ngày 26 thì Hùng có chat cái đó, cái bản tin, cái khuyến nghị của Hùng lên. Thì đến ngày 28 thì thị trường đã có một phiên đổ rất là mạnh, rơi rất là mạnh. Đây là những cái tín hiệu cho thấy rằng thị trường của chúng ta đang bước vào những cái dấu hiệu nguy hiểm. Và gần như những anh chị mà đồng hành cùng với Hùng Lê thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị, thứ nhất là hạ thị trọng margin, hai nữa là chúng ta sẽ canh chốt, và gần như là một số các anh chị thì đã chốt. Và bây giờ chỉ còn chờ tiền mặt về và chờ một cái nhịp thị trường điều chỉnh để chúng ta có thể canh, để chúng ta vào lại hàng. Thì cái yếu tố thứ nhất là Hùng muốn đề cập đến cái tính chu kỳ của thị trường. Cái yếu tố thứ hai Hùng muốn đề cập đến đó là cái mà anh em trong team của Hùng Lê đang muốn hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư. Thì rõ ràng một điều là chúng ta có hai kênh, trước đây thì có hai kênh, nghĩa là trên kênh YouTube thì hàng tuần Hùng sẽ up các cái bản điểm tin lên. Và hoàn toàn tương tự như thế thì cũng trên trên kênh Facebook thì Hùng cũng có chat và tương tác với tất cả anh chị. Nhưng mà sau đó thì Hùng có lập ra một cái nhóm Chiến binh Samurai 01 ở trên kênh Zalo. Ở để trên kênh Zalo để giúp cộng đồng nhà đầu tư cũng như tất cả anh chị em có thể nhận được những cái khuyến nghị của Hùng Lê ở trong phiên. Tuy nhiên là sau khi lập ra thì nó có rất nhiều những vấn đề bất cập đã xảy ra, vì vậy Hùng Lê đã phải tạm dừng cái việc đó. Và cách đây 3 hôm thì Hùng có quay lại ở trên kênh Facebook để Hùng thử xem là mình có tương tác được với nhà đầu tư ở trên 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 kênh Facebook hay không. Thì Hùng đã lập một cái nhóm đấy là Chiến binh Samurai 01. Nhưng mà rõ ràng một điều là ở trên kênh Facebook thì Hùng thấy có rất nhiều những vấn đề bất cập, đặc biệt là trong
vấn đề tương tác, và trong cái vấn đề sử dụng để coi như tương tác với cộng đồng nhà đầu tư nó rất là khó khăn. Mặc dù Facebook thì nó có một cái ưu việt, đấy là Hùng Lê có thể kiểm duyệt được tất cả những cái thành viên khi tham gia nhóm, khi tham gia team. Tuy nhiên là cái việc là nó mỗi một cái kênh thì nó đều có một cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Nhưng mà Hùng Lê sẽ sớm quay lại hỗ trợ các anh chị nhà đầu tư ở trên kênh Facebook, kênh Zalo, bởi vì Zalo vẫn là một trong những cái kênh mà chúng ta tương tác rất là dễ, rất là khoa học. Chỉ có điều là Hùng Lê sẽ nghiên cứu lại, cùng với anh em nghiên cứu lại cái phương pháp để chúng ta có thể quản trị được cái nhóm ở trên kênh Zalo. Còn hiện tại thì Hùng Lê chỉ còn duy nhất hai nhóm hỗ trợ khách hàng của Hùng Lê tại công ty chứng khoán Tân Việt TVSI và một room khách hàng của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPBS, thì đấy là duy nhất. Bây giờ chỉ còn hai room hỗ trợ khách hàng, còn room cộng đồng hiện tại Hùng Lê chưa có mở được. Thì đấy là cái yếu tố thứ hai Hùng Lê chia sẻ ở trên cái góc độ là hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư. Cái ý thứ ba Hùng Lê muốn chia sẻ ở đây nữa là gì? Tức là trong thời gian vừa qua thì Hùng Lê cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đã có những cái đóng góp giúp Hùng Lê, bởi vì Hùng Lê cũng muốn thay đổi lại kênh để chúng ta có một cái kênh nó mang một cái tính chất sáng tạo và nó mang một cái gì đó nó mang thật là ý nghĩa đối với cộng đồng nhà đầu tư. Thì Hùng Lê cũng đã nhận được những cái ý kiến đóng góp rất là chân thành của các anh chị. Thì Hùng Lê và các anh em ở trong team sẽ cố gắng hết sức để có thể là giúp cho cộng đồng nhà đầu tư một cái góc nhìn, một cái phần rất là nhỏ bé của mình, để cho cộng đồng nhà đầu tư có một cái góc nhìn tham khảo. Thì cũng giống như trong cái bản tin tuần trước Hùng có giới thiệu, thì hiện tại là trên kênh của chúng ta đã có một cái tab cộng đồng đã được mở ra. Thì có thể là những mã cổ phiếu đẹp, những mã cổ phiếu có dòng tiền thì Hùng Lê sẽ up lên đây. Để khi nào mà nó xuất hiện thì Hùng Lê sẽ up lên đây. Thì các anh chị cũng có thể vào đây, trước mắt thì có thể vào đây để tham khảo những cái mã cổ phiếu tốt mà Hùng Lê up lên đây. Đấy là ba cái ý mà Hùng Lê muốn trao đổi trước khi mà chúng ta sẽ đi vào bản tin phân tích thị trường chi tiết ngày hôm nay. Thì thị trường của chúng ta thì hiện tại cũng không có nhiều điều đáng nói. Hiện tại thì cũng không có nhiều điều đáng nói, bởi vì là những cái gì Hùng nói và những cái gì về ý tưởng của Hùng thì Hùng đã truyền đạt hết lên ở trên những bản điểm tin tuần trước rồi. Đó, chỉ có điều là chúng ta sẽ lít lại thị trường một chút và chúng ta sẽ có một cái góc nhìn nó sâu hơn sau khi mà đã có những cái dữ liệu của tuần vừa rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua cổ phiếu VIX. Hùng phải kiểm tra lại tín hiệu âm thanh một tí. Ok. Đối với VIX thì sau khi mà VIX đã có một cái nhịp tăng khá là mạnh thì hiện tại VIX đang có những cái tuần điều chỉnh. Thì đối với VIX thì nếu mà những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta cũng nên hiện thực hóa lợi nhuận, bởi vì là rõ ràng một điều là khi mà một cổ phiếu mà lên dốc như thế này thì sẵn sàng cũng có những cái nhịp trả về rất là mạnh. Và nếu mà nhịp này mà trả mạnh về thì khả năng là VIX sẽ chạm về, nếu mà chỉnh đúng về kỹ thuật thì khả năng là VIX sẽ chạm về khoảng vùng 107, rồi sau đó sẽ tích lũy tiếp tục có những cái tín hiệu tiếp theo đối với VIX. Vinhome VHM. Đối với Vinhome thì rõ ràng một điều là Vinhome cũng đã về đến cái target mà Hùng phân tích ở trong những bản tin trước đây. Đấy là Vinhome sẽ tiệm cận và chạm về với cái vùng đỉnh cũ của Vinhome. Đấy là tại vùng giá 90, và rõ ràng trong tuần vừa qua thì Vinhome đã có một cái nhịp giảm tương đối là mạnh. Thì với nhịp giảm như thế này thì Hùng Lê đánh giá những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì có thể thấy rằng là Vinhome vẫn chưa thể cầm cái đà giảm, và Vinhome cần về lại cái nền ở đây là khoảng nền giá 83. Về lại cái nền giá 83 trước khi mà Vinhome có một cái nhịp đánh tiếp theo, thì như thế thì nó cũng rất là đúng về cái thuần kỹ thuật của một cái mã cổ phiếu mà trong một quá trình tăng giá đi lên.
VRE. Đối với VRE thì trong bản tin tuần trước cũng có đề cập đến là với một cái nhịp đánh mạnh như thế thì VRE sẽ tiệm cận về khoảng vùng 35 đến vùng 36, và sau đó thì VRE cần phải test chỉnh lại. Nhịp test chỉnh hợp lý của VRE nếu đánh thuần về kỹ thuật thì trong nhịp này VRE sẽ tiệm cận lại khoảng về vùng giá 32.5. Về vùng 32.5 đấy là một vùng khá là hợp lý của VRE, và tại đây thì VRE cần phải tích lũy lại trước khi mà VRE có những cái nhịp nhịp tiếp theo. Còn đối với việc mà VRE trước đó ngày thứ năm thì VRE đã có một phiên giảm rất là mạnh, nhưng mà sau đó thì VRE đã có một phiên lấy lại được cũng 1/2 cây nến đỏ trước đó, thì như thế là nó cũng là khá là tích cực đối với cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi qua đối với GAT hiện tại thì Hùng thấy như thế này. Đối với GAT hiện tại thì GAT đang là một trong những cái cổ phiếu mà nó mang tính chất dẫn dòng và giữ nhịp cho thị trường, dẫn dòng và giữ nhịp cho thị trường. Tuy nhiên đối với GAT thì vùng giá ở đây là vùng giá 100. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, vùng giá 100 đến khoảng vùng giá 110 đấy là một cái vùng kháng cự của GAT, và GAT cần phải vượt thoát và tích lũy được ở ở quanh cái vùng này, tức là GAT sẽ có một cái biên tích lũy khoảng quanh vùng giá từ 97 đến vùng giá 100. Đó, trong vùng 97 đến 100, và nếu như một trong những hai cái yếu tố mà nó sẽ đảm bảo được thì nó sẽ cho chúng ta cái xu thế tiếp theo của GAT. Nếu nếu như GAT có những phiên đánh thủng trên 100 với vol xác nhận thì như thế là GAT sẽ tiếp tục một cái hành trình tăng giá. Và ngược lại, nếu như GAT thủng cái vùng tích lũy ở vùng 97 với vol khoảng từ 600 đến 1 triệu cổ phiếu thì lúc đó thì GAT lại chuyển chuyển trả về một cái pha xu thế giảm giá. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ quan sát GAT tiếp tục ở trong phiên. Còn trên xu thế hiện tại thì Hùng vẫn đánh giá rằng GAT đang khá là tốt. GAT vẫn đang khá là tốt, và cái dư địa để GAT tiếp tục tăng vẫn đang còn. PLX, đúng không ạ? PLX thì rõ ràng trong bản tin tuần trước Hùng cũng có đề cập đến PLX ở một cái vùng từ 57 đến vùng 59. Tức là khi chạm về cái vùng này thì PLX nó sẽ không thể tăng giá ngay được, và nó cũng không thể tăng mạnh được, và PLX cần phải tích lũy lại. PLX cần phải tích lũy lại ở trong cái nền giá này, và một trong hai yếu tố để hoàn toàn tương tự như thế để chúng ta có thể xem tiếp cái xu thế tiếp theo của PLX hiện tại. Và cây nến ở cuối tuần của PLX thì rất là tích cực rồi, rất là tuyệt vời, bởi vì khi đó PLX đã lấy lại được vùng giá 58, lấy lại được cái vùng nền tỷ bật ở vùng nền 58 ở đây là rất là đẹp. 58 lấy lại được cái vùng tỷ bật ở đây rất là đẹp, và rõ ràng là PLX vẫn đang nằm ở trong một cái ngưỡng tích lũy. Thì với những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu PLX thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, và chỉ cần PLX vượt thoát thành công ở trong cái khung này, tức là vượt thoát thành công ở cái cản trên của nó, thì PLX khả năng PLX sẽ có một cái nhịp đánh và chắc chắn là đánh vượt đỉnh, nó sẽ tiệm cận lại về ở cái vùng đây, ở cái vùng khoảng vùng 64 65, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PLX ở trong những cái phiên tiếp theo. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu PVS. Đối với PVS là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã phân tích khá là dài. Thì đối với PVS thì rõ ràng những cái điểm mua thì ở trong những cái thời điểm những cái tuần vừa qua thì nó không còn nữa. Và cái target mà Hùng phân tích của PVS ở trong nhịp này thì PVS sẽ đánh trước mắt là PVS sẽ đánh về nhịp khoảng vùng 21 đến vùng 21.5, và nếu mạnh hơn thì sẽ khoảng tiệm cận lại lên vùng 22. Thì đây là một cái vùng mà cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp rung rũ rung rắc, và những anh chị mà chúng ta đang có hàng chúng ta cũng sẽ hiện thực hóa lợi nhuận, bởi vì là chúng ta cũng không nên quá quá đu, hoặc là không nên quá quá căn ke để cổ phiếu lúc đạt đỉnh chúng ta mới bán, bởi vì rõ ràng là không ai biết được đâu là đỉnh và đâu là đáy của cổ phiếu cả, chỉ có khi nó tạo xong thì chúng ta mới phân tích và chúng ta mới biết được thôi. PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như đối với PVS. Thì trong nhịp này thì PVD cũng đang tiên lượng là PVD sẽ đánh tiệm cận về vùng 19. PVD sẽ đánh tiệm cận về vùng 19.
Tuy nhiên là những cái tín hiệu hiện tại thì PVD lại đang có những cái tín hiệu nó khá là xấu, khi mà PVD đã có những cái phiên phân phối những cái phiên phân phối giảm rất là mạnh. Đây các anh chị có thể xem lại ở trước này. Sau những cái phiên phân phối giảm rất là mạnh thì thường sẽ có những cái phiên giật cục. Đây là những cái phiên giật cục của PVD. Đây là những cái phiên giật cục. Thì với những cái phiên giật cục như thế này thì sau cái phiên này thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra lại sức mạnh của PVD. PVD, và rõ ràng một điều là nếu như PVD mà thủng khoảng vùng giá 17 thì đấy là một cái tín hiệu rất là xấu với PVD, và như thế thì nếu mà thủng 17 thì chúng ta, những anh chị nào mà đang có hàng thì chúng ta cũng cần phải chủ động ra hàng. Còn nếu như PVD vẫn tích lũy thành công ở trên vùng 17 và có những cái nhịp đánh thoát lên thì PVD sẽ tiệm cận về vùng 19, thì đấy là những cái diễn biến mà trong cái quá trình anh em mình xem bảng điện thì chúng ta sẽ bám sát những cái tín hiệu đó để chúng ta có được cái hành động tốt nhất. BVH, đối với BVH rõ ràng là Hùng đã cũng xuyên suốt các bản tin thì đều đề cập đến, bởi vì nó cũng là một mã tạo lập của thị trường. Hiện tại thì BVH vẫn đang lình xình và tiếp tục sẽ lình xình ở quanh cái vùng 95, và nếu có đánh được thì BVH cũng sẽ tiệm cận lại về vùng 100 trước khi rồi sau đó BVH sẽ rơi. Ở những tín hiệu tại của BVH thì BVH đang có một cái điểm tì ở đây. Điểm tì ở đây thì cũng đánh giá cái điểm tì của BVH khoảng tầm vùng 93.5. Ở đây một điểm tì bật, nếu như điểm tì bật này mà bị gãy thì như thế thì cổ phiếu nó sẽ chuyển sang cái pha xu thế nó khá là xấu, và hiện tại thì khả năng thì BVH vẫn cứ lình xình thôi. Đây là cái xu thế mà Hùng đã dự báo từ trước, thì đối với mã cổ phiếu này cũng không phải là một mã cổ phiếu mà để chúng ta đầu tư. Vinamilk đối với Vinamilk, đúng không ạ? Anh chị có thể xem lại những bản tin trước đây thì target của Vinamilk Hùng dự đoán nó sẽ tiệm cận về vùng 150, thì đến hiện tại Vinamilk đã đạt về đến target của vùng 150, và những tín hiệu tại của Vinamilk thì nó đang rất là xấu. Nó đang rất là xấu, và sau những cái nhịp đây là những cái nhịp có những cái nhịp phân phối, những cái nhịp phân phối của Vinamilk. Thì hiện tại những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cho thấy rằng Vinamilk đang chuyển từ pha xu thế tích cực sang pha xu thế tiêu cực. Và Vinamilk sẽ giảm về đâu? Vinamilk sẽ giảm về đâu thì khả năng là nếu mà đẹp nhất thì Vinamilk sẽ về khoảng vùng 135. Nhưng mà khả năng là vùng 135 này không biết là có giữ được hay không, thì chúng ta sẽ theo dõi ở những cái phiên tiếp theo. Nếu mà vùng 135 này Vinamilk không giữ được thì Vinamilk sẽ về ở những cái vùng thấp hơn, thậm chí là về lại cái vùng đáy cũ của Vinamilk ở quanh vùng giá 125. Thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu của thị trường để chúng ta có thể có những hành động phù hợp. Nhưng mà trên quan điểm hiện tại thì những cái góc nhìn của Vinamilk hiện tại đang khá là xấu. SAB. Đối với SAB cũng là một cái mã tạo lập về dòng tiền cũng khá là tốt ở trên thị trường, và các cái nhà phân tích thì thường là sử dụng nó để điều tiết thị trường. Thì cái vùng rõ ràng là khi tiệm cận về cái vùng 250 là một cái vùng cũng kháng cự khá là mạnh của SAB, thì SAB đã có một cái nhịp đánh giảm rất là mạnh. Phiên cuối tuần SAB có lấy lại được, nhưng mà cái việc lấy lại như này thì nó cũng không không thực sự là không thực sự được đánh giá là tích cực. Tuy nhiên đối với SAB thì cái vùng giá 236, cái vùng giá 236 khoảng khoảng vùng này, xem view lại một tí. Ok, khoảng vùng 236 thì cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của SAB. Nếu như SAB vẫn trụ được ở trên này thì vẫn còn có những cái cơ hội đi lên, vẫn còn những cái cơ hội đánh lên của SAB. VRC. Đối với VRC thì trong giai đoạn hiện tại những tín hiệu như thế này của VRC nó đang khá là xấu. Khi mà VRC đã có một nhịp hồi, nhưng nhịp hồi đó không thành công, và sau đó thì những cái nhịp đánh trả lại của VDC cũng cũng khá là mạnh, thì khả năng cao thì VDC chúng ta sẽ tiếp tục quan sát lại cái vùng nền hỗ trợ của VDC từ khoảng vùng 117 đến vùng giá 114. Khả năng trong tuần tới thì VDC sẽ chạm về cái vùng này, và khi chạm về cái vùng này thì chúng ta sẽ quan sát những cái động thái tiếp theo của cổ phiếu, xem là cổ phiếu có bị gãy nền không. Nếu bị gãy nền thì đây là
một cái tín hiệu rất là xấu của VDC, và như thế thì VDC sẽ có một cái nhịp rơi rất là mạnh nếu như bị gãy nền. Chúng ta phân tích luôn cổ phiếu HVN. Đối với HVN thì trong một số bản tin phân tích trước đây, Hùng có đánh giá đến việc là HVN có khả năng tiệm cận ở trong cái nhịp này, có khả năng tiệm cận đánh về vùng 47. Khả năng đánh về vùng 47, và cái nhịp chỉnh thì các anh chị xem lại, đấy là Hùng có đánh giá là nếu mà HVN còn muốn tiếp tục đi nữa thì HVN không được phép chỉnh thủng quá sâu quá vùng 38, thì sau khi mà đã đánh lên ở vùng 41 thì HVN đã có một tuần chỉnh và rõ ràng là tích lũy lại thành công ở vùng nền 38. Thì khi cổ phiếu này đã tích lũy lại thành công ở vùng nền 38 thì cái cơ hội đi tiếp của HVN vẫn đang còn. Cơ hội đi tiếp của HVN vẫn đang còn, và HVN cần phải đánh bật lại có một phiên về thanh khoản đột biến và đánh vượt thoát qua cái vùng vừa mới tạo ở đây, đấy là khoảng vùng giá 41.5. Vùng giá 41.5, và HVN cần có những cái phiên với dòng tiền kích hoạt mạnh để chúng ta xác nhận tiếp cái xu thế đi lên tiếp theo của cổ phiếu hàng không HVN. Thêm một cổ phiếu hàng không nữa là ACV thì cũng sẽ phân tích luôn ở đây. Đối với ACV thì có một cái vùng kháng cự khá là mạnh ở đây, đấy là vùng giá 90. Và tại vùng này thì nếu cổ phiếu này muốn đi tiếp được thì cổ phiếu này cần phải đánh vượt thoát bay qua cái vùng này. Đã xuất hiện có những phiên dòng tiền lớn xuất hiện để đẩy qua vùng 90. Tuy nhiên là sau đó thì đây là những cái phiên test chỉnh của ACV. Và nếu cổ phiếu này, anh chị lưu ý cho Hùng Lê, nếu thứ hai Hùng đang nhìn thấy là cái dư địa tăng tiếp theo của ACV vẫn còn, tức là cổ phiếu này sẽ test chỉnh về quanh vùng 87.5. Anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, nếu anh chị nào đang cầm mã cổ phiếu ACV sẽ quan sát ở vùng 87.5, nếu không thủng vùng 87.5 và có một phiên đánh thốc lên và hút dòng tiền thì ACV sẽ tiếp tục có một nhịp tăng giá. Hùng vẫn đánh giá rằng nếu chúng ta có thể xem ở trên biểu đồ nến tuần thì ACV đang có một cái nền tích lũy khá là chặt. Hùng lên đánh giá nền tích lũy khá là chặt quanh vùng giá 87. Quanh vùng giá 87. 85 đến vùng giá 87. Nếu chúng ta nhìn ở trên đồ thị tuần thì đây là những cái nền và những cái tuần tích lũy, và sau những cái khoảng thời gian tích lũy thì lúc đó cổ phiếu nó sẽ có những cái bước đột phá, thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái tín hiệu tiếp theo đối với ACV ở quanh vùng giá 87.5. Thêm một cổ phiếu nữa là nhạc của tôi, NCT, đây cũng một mã cổ phiếu về hàng không. Tuy nhiên là mã này thì thanh khoản nó khá là thấp, chỉ thích hợp với những anh chị nào mà chúng ta đầu tư trung và dài hạn. Đây cũng một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đang theo dõi, và chắc chắn là có một thời điểm nào đó khi mà có những cái tín hiệu về dòng tiền và có những cái tín hiệu tốt thì Hùng Lê sẽ up lên để cho tất cả anh em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tham khảo. Mansan MSN. Đối với Mansan thì rõ ràng một điều là khi Mansan, Hùng có đánh giá Mansan ở đây là vùng giá 94, thì khi mà Mansan tiệm cận về vùng giá 94 thì rõ ràng một điều là chắc chắn cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp test chỉnh. Thì đối với hiện tại là Mansan đã chưa tiệm cận về đến vùng 94. Chưa tiệm cận về vùng 94, nhưng Mansan đã có những cái phiên đánh xuống. Mansan đã có những phiên đánh xuống. Nhìn ở trên xu thế hiện tại thì chúng ta thấy rằng là lực đánh của dòng tiền đang bị yếu đi, và rõ ràng là cái xu thế hiện tại của Mansan thì vẫn đang là một cái xu thế giảm. Để đẹp nhất của Mansan thì chúng ta sẽ phải quan sát tiếp Mansan ở quanh khoảng vùng 85. Đánh giá vùng 85. 85 là một cái vùng mà cổ phiếu này sẽ về đến đây và sẽ tích lũy lại ở đây, và nếu mà nền tích lũy tại đây mà tốt, mà chúng ta quan sát được có những cái tín hiệu về cổ phiếu thì có thể là từ điểm này thì cổ phiếu này sẽ có những điểm tì bật. Tuy nhiên nếu mà cái vùng 85 của Mansan mà bị phá vỡ thì cổ phiếu sẽ chuyển sang một cái pha xu thế nó cũng khá là xấu đối với Mansan. Chúng ta cùng đi họ ngân hàng ACB. Đối với ACB thì khá là nặng mông, đúng không ạ? ACB khá là nặng mông khi mà vùng
vùng tích lũy, vùng 29 đến vùng 30 mãi không vượt thoát được. Trên một số các cái yếu tố kỹ thuật, nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta thấy rằng là ACB đang có những dấu hiệu tích cực nhất định. Tuy nhiên là để mà cổ phiếu này bắt đầu vượt thoát mà để lên một cái đà tăng giá thì ông Lê đánh giá là cái dòng tiền cần phải mạnh mẽ hơn. Hiện tại dòng tiền đi vào cổ phiếu này đang khá là yếu. Chính vì vậy nên là cổ phiếu này cũng sẽ chưa thể có những cái động lực tăng giá mạnh được. Còn Hùng vẫn đánh giá cái nền tích lũy của cổ phiếu ở quanh nền 29, đấy là một cái nền tích lũy khá là chặt cổ phiếu của ACB trong giai đoạn hiện tại. Và ACB thì cũng thích hợp với những anh chị mà chúng ta đầu tư lâu dài, chứ còn nếu đầu tư lướt sóng thì nó khá là khó chịu đối với cổ phiếu này. Vietcombank, đối với Vietcombank thì Hùng có phân tích là target gần của Vietcombank sẽ tiệm cận về khoảng vùng 64 đến vùng giá 65. Tiệm cận đến vùng giá 64 đến vùng giá 65, và khi tiệm cận về đến vùng này thì Vietcombank nó sẽ có những cái phiên test chỉnh lại. Nếu xét về giá, nếu xét về tín hiệu về giá thì Vietcombank đã có một cái tín hiệu đảo chiều khá là đẹp. Tuy nhiên là nếu mà xét về tín hiệu dòng tiền thì nó không đạt. Tức là có nghĩa là cái tín hiệu này nó chưa đảm bảo rằng Vietcombank sẽ tiếp tục tích lũy và có thể tiệm cận lại đến vùng giá 65. Thì đối với Vietcombank, các anh chị của chúng ta cũng chủ động quan sát, nếu như mà Vietcombank phiên thứ hai tuần tới mà Vietcombank không giữ được ở trên cái mốc này, tức là vùng giá 62, đóng cửa, Vietcombank không đóng cửa qua trên vùng giá 62 thì đấy là một tín hiệu xấu của Vietcombank, và anh em cũng sẽ chủ động để chốt lời sau một cái nhịp Vietcombank đã có một cái nhịp đánh rất là đẹp từ khoảng vùng giá 55 lên đến vùng giá gần 65, tức là cũng gần được khoảng 10 giá đối với Vietcombank. CTG, công thương. Đối với công thương thì nó cũng hòa chung với cái nhịp chỉnh của chung với nhịp chỉnh của cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì đối với công thương thì Hùng vẫn đánh giá là cái vùng nền 20.5. Thực ra những cái điểm mua là những điểm mua thấp hơn, nhưng mà trong những cái nhịp test chỉnh thì Hùng đánh giá rằng là nền 20.5 đấy là một cái nền mà anh em cần phải quan sát, và nếu mà trường hợp mà công thương vẫn đang đóng cửa lớn hơn cái nền giá 20.5 thì đấy vẫn là một cái tín hiệu khá là tốt đối với cổ phiếu này, để giúp cho cổ phiếu có thể có một cái nhịp tăng mới dài hơn. Hùng cũng đánh giá là với công thương thì với một cái lực đánh của dòng tiền hiện tại thì công thương không chỉ có chạy ở một cái nhịp nó khá ngắn như thế này thì nó sẽ không đúng về thuần về kỹ thuật, mà công thương sẽ có những cái nhịp tích lũy và chờ để có những cái nhịp song trùng với cả nhịp thị trường để có thể đánh lên. Thì đối với hiện tại của công thương thì anh em chúng ta sẽ quan sát ở quanh cái vùng nền 20.5 đối với cổ phiếu công thương. BID. Đối với BID thì Hùng cũng đã phân tích xuyên suốt tất cả những cái chiều dài về bản tin. Thì đối với BID cũng có đề cập đến các anh chị ở vùng giá 34. Cái vùng giá 34 là một cái vùng nền mà cổ phiếu này cần phải vượt thoát. Còn nếu không vượt thoát được thì nó cũng chỉ lình xình ở quanh 34. Và nếu mà không vượt thoát được thì cổ phiếu này sẽ giảm. Trên phương diện phân tích kỹ thuật hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại thì cái vùng giá của BID ở nền giá 32, cái nền giá 32 là một cái nền hỗ trợ cứng của BID. Và nếu như nền giá 32 này mà cổ phiếu bị phá vỡ gãy khỏi nền 32 với những cái phiên ví dụ như anh chị nhìn thấy những cái phiên mà vol rất là lớn, những cái phiên mà xác nhận vol rất là lớn, tức là vol nó khoảng tầm rơi từ 2 triệu đến 3 triệu đối với BID thì đấy là một tín hiệu xấu và chúng ta cần phải chủ động đối với mã cổ phiếu này. Còn nếu như BID mà vẫn chưa bị gãy nền 32 thì đấy vẫn là một cái vẫn là cổ phiếu vẫn nằm ở trong cái vùng kiểm soát của chúng ta. Thì đối với cổ phiếu BID, MBB, chúng ta cùng xem MBB, STB. Đối với MBB thì rõ ràng một điều là trong những cái bản tin phân tích trước của Hùng thì Hùng có đánh giá MBB cần có một cái nhịp chỉnh. Khi đó thì những cái tuần trước thì MBB, Hùng đánh giá là MBB cần phải chỉnh về đâu khoảng vùng 20.5 và sau đó thì sẽ tiếp tục đi lên. Tuy nhiên với những cái tín hiệu tại của MBB thì đã có những phiên phân phối. Hiện tại thì MBB đã có những phiên phân phối
Trong tuần vừa qua MBB đã có những cái tín hiệu rất xấu, những cái tín hiệu rất xấu của MBB. Chính vì như thế, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ thay đổi lại kịch bản của MBB, đấy là trong nhịp này thì như thế là những tín hiệu tại thì MBB lại đang chuyển từ pha xu thế tích cực sang pha xu thế tiêu cực, và cái việc là cổ phiếu này sẽ có những nhịp chỉnh, và trong cái nhịp chỉnh này thì là sẽ chỉnh về đó cái vùng, nếu mà chỉnh đúng, chỉnh đủ thì nó sẽ về lại cái vùng 20.5 đối với MBB. Thì chúng ta sẽ thay đổi lại cái kịch bản đối với mã cổ phiếu này, bởi vì rõ ràng một điều là trong quá trình chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ xem hàng ngày và thậm chí là xem ở trong những cái biến động ở trong phiên để chúng ta có thể dự báo được cái cổ phiếu đó nó đang ở cái pha xu thế nào, pha xu thế tích cực, tiêu cực hay là một cái pha xu thế lưỡng lự. Thì hiện tại thì đối với MBB đã chuyển sang một cái pha xu thế pha xu thế tiêu cực khi mà cổ phiếu đã có những cái phiên giảm khá là mạnh. STB. Đối với STB thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Tức là STB có một cái nền từ khoảng vùng nền giá 12.8 đến nền 13. Đó là một cái nền mà STB cần phải thể hiện mình. Và rõ ràng một điều là khi mà STB đã gãy khỏi cái nền 12.12.12.8 thì đó là rất là xấu. Và có một số anh chị thì cũng đã chat riêng ở trên Zoom, ở trên Zalo, vì các anh chị đang cầm STB thì tại những cái thời điểm đó thì mình nên chủ động mình ra hàng để mình đảm bảo cái việc là an toàn cho tài khoản. Và cái việc là cái phiên cuối tuần thì STB cũng có hồi lại, nhưng mà cái sự hồi này nó Hùng Lê đánh giá nó không thực sự tích cực, khi mà nó không có đủ các cái yếu tố kỹ thuật, yếu tố về dòng tiền, và cái việc là cổ phiếu này vẫn đang chịu một cái pha xu thế giảm giá và không thực sự tích cực ở giai đoạn hiện tại. Chúng ta cùng đi qua một số các mã cổ phiếu về ngành chứng khoán SSI. Đối với SSI thì Hùng cũng đã phân tích cổ phiếu này khá là dài từ cái nền 26. Và trong bản tin tuần trước thì Hùng có đề cập đến SSI ở cái vùng nền tích lũy của SSI, đấy là quanh vùng nền 28. Bởi vì khi chạm về đây thì cổ phiếu không thể bứt phá mạnh lên được đâu. Và khi chạm về những cái vùng này thì thường cổ phiếu cần phải nghỉ ngơi. Và nếu đúng nghĩa nghỉ ngơi của SSI thì SSI đang có khoảng 3 phiên nghỉ ngơi tại đây. 3 phiên nghỉ ngơi tại vùng giá 28, và các anh chị quan sát giúp Hùng Lê đối với cổ phiếu SSI, nếu sang tuần tới cổ phiếu này không thủng vùng nền 28 và có những phiên đánh bật thoát lên thì đấy là một cái nhịp tăng tiếp theo của SSI. Và Hùng Lê đang thấy những cái nhịp chỉnh này của SSI thì đúng là những cái nhịp chỉnh thuần về kỹ thuật, và Hùng vẫn đánh giá cái sự tích cực đối với SSI. Ok, đối với SSI thì như vậy. HCM. Một số các anh chị có hỏi Hùng là HCM đã chốt được hay chưa, thì rõ ràng một điều là các anh chị cũng có thể nhìn thấy HCM đang có những cái phiên chạy nó không ổn. Với quan điểm của Hùng Lê là những phiên chạy như thế này nó sẽ là không ổn, và những phiên chạy như thế này thì nó sẽ mang tính nó khá là chột giật, chứ nó không mang đúng cái nghĩa là nó đầu tư. Thế thì hiện tại là khi mà HCM đã có những phiên chạy, phải nói là chạy nước rút như này, thì đây là những phiên mà tín hiệu khá là xấu của HCM. Mặc dù là trong phiên cuối tuần thì HCM cũng đã lấy lại được một phần, nhưng mà cái việc lấy lại này thì đối với HCM thì Hùng đánh giá nó không thực sự tích cực. Và Hùng đánh giá rằng là nếu những anh chị nào mà đang cầm HCM thì chúng ta cũng nên sẽ chủ động để chúng ta ra hàng. Và nếu đúng nghĩa thì HCM cần trong nhịp này HCM sẽ chỉnh lại về khoảng quanh vùng 26. Quanh vùng 26, và tại cái vùng này thì cổ phiếu cần phải tích lũy lại và đi lên một cách điềm đạm, thì như thế thì cổ phiếu nó mới đi, nó mới chắc, mới bền được. Chứ còn với những tín hiệu hiện tại thì Hùng đánh giá rằng HCM sẽ có một cái nhịp chỉnh, Chúng ta cùng điểm thêm một cái mã cổ phiếu nữa là VND, bởi vì VND Hùng cũng có khuyến nghị cho các anh chị trên Zoom. Đối với VND thì dòng tiền hiện tại nó cũng đang khá là xấu, và Hùng có đề cập đến VND ở một cái ngưỡng khoảng tùng nền 18. Bởi vì đây, cái nền 18, anh chị cũng có thể nhìn thấy cái nền 18 này là một cái nền mà kháng cự rất là mạnh của cổ phiếu này, và khi chạm về đó thì đương nhiên cổ phiếu cần phải nghỉ ngơi và điều chỉnh để tích lũy lại. Thì cái nền tích lũy của VND ở quanh nền từ 17
đến 17.2. Nếu như sang tuần mà VND của chúng ta không bị thủng quá cái nền này và có tích lũy lại được thành công thì nhịp này mới là một cái nhịp mà chúng ta sẽ canh để có thể chúng ta tham gia đối với cổ phiếu VND. Đó, nó rất là đẹp về trend và về sóng. Còn những cái yếu tố kỹ thuật hiện tại thì Hùng cũng đang đánh giá là cổ phiếu này cần phải tích lũy 1 đến 2 phiên nữa thì chúng ta sẽ xem theo dõi những cái chỉ báo tiếp theo đối với cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi qua một số mã cổ phiếu về ngành thép đi. Thép, ok, sẽ phân tích thép HPG. Đối với HPG thì Hùng đã chat với các anh chị rồi, ở nền giá 30 chúng ta sẽ mua và cổ phiếu này sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 34 đến 35, đấy là một cái vùng kháng cự mạnh và khi chạm về đây thì cổ phiếu này cần phải vượt thoát và tích lũy lại. Nếu thủng một trong hai ngưỡng thì chúng ta sẽ chủ động chúng ta chốt lời. Thì trong phiên cuối tuần thì HPG cũng có một cái nhịp lấy lại được một cái phần mà HPG giảm. Tuy nhiên cái nhịp lấy lại này thì cũng chưa thực sự là tích cực. Khi mà những một số các yếu tố mà Hùng Lê đánh giá nó chưa thực sự là thuyết phục. Hùng Lê đang canh, nếu như mà HPG mà chỉnh được khoảng về vùng giá 32 thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua gom dần. Tất nhiên là khi mua gom thì chúng ta cần phải xem các cái tín hiệu kỹ thuật, bởi vì là với cái tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của HPG thì anh em trong team Hùng Lê đang đánh giá rằng HPG sẽ có được khoảng vùng giá 5x đối với tầm từ 3 đến 5 năm tới. Thế thì cái việc là 3 đến 5 năm tới thì chúng ta sẽ còn phải chờ. Nhưng với việc là Hòa Phát mà về đến khoảng từ vùng giá 3, 32, đánh giá khoảng vùng giá 32 thì chúng ta cũng có thể bắt đầu chúng ta có thể gom dần đối với mã cổ phiếu này. Và cái nhịp đánh của Hòa Phát thì Hùng đánh giá là sẽ chưa thể kết thúc ở đây. Khả năng là nó vẫn còn tiếp tục, tuy nhiên là nó có thể đi tiếp nữa hay không thì chúng ta sẽ xem các cái tín hiệu tiếp theo. Chúng ta cùng điểm qua một tí HSG cũng là một cái cổ phiếu về ngành thép. Thì đối với HSG đã có một cái nền tích lũy ở đây. Nếu như chúng ta chịu khó thì chúng ta sẽ để ý rất là rõ một cái nền tích lũy. Và đây là những cái phiên mà chúng ta hoàn toàn có thể mở những cái điểm mua đối với hoa sen để chúng ta đánh một cái nhịp ngắn hạn đối với cổ phiếu này. Còn trên phương diện hiện tại thì chúng ta thấy là cái lực đánh của cổ phiếu này vẫn đang còn khá là mạnh, chưa có dấu hiệu chỉnh, chưa có những cái dấu hiệu chỉnh. Dòng tiền vẫn đang khá là tốt và gần như là Hoa Sen cũng đã vượt thoát được cái nền đã tạo lập trước đó, thì khả năng là Hoa Sen trong nhịp này tốt thì đánh tiệm cận về mệnh giá vùng 10. Đối với Hoa Sen, Nam Kim, NKG thì cũng hiện tại thì NKG cũng đang hơi xấu. Lực đánh của NKG, Nam Kim chưa có gì đẹp. Chúng ta sẽ xem Bình Minh. Một số các cổ phiếu blue chip hôm nay thì Hùng sẽ phân tích tiếp. BMP, Bình Minh. Đối với Bình Minh thì sau khi mà Bình Minh có được một cái nhịp test đáy và một cái nhịp đây là Bình Minh đã vượt thoát thành công ở cái nền giá 50. 50 thì Bình Minh đang có một cái nhịp đánh tăng cũng khá là mạnh và khá là đẹp. Tuy nhiên là những cái điểm mua đẹp thì nó bị qua rồi. Những điểm mua đẹp là phải mua ở những cái vùng ở trong cái phiên này, tức là trong cái phiên ngày 27 thì chúng ta khi mà Bình Minh đã có những cái phiên vượt thoát ở đây, tức là vượt thoát khoảng vùng chạm đến vùng 51 là chúng ta đã phải mua cổ phiếu này rồi đối với Bình Minh. Thì xu hướng hiện tại những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ Bình Minh thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và Bình Minh sẽ cần khi mà Bình Minh sẽ chạm về đây, cái vùng kháng cự nó cũng khá là dài của Bình Minh ở đây này. Ở đây là khoảng đâu đó khoảng vùng giá 57. 57. Vùng giá 57. 57 ở đây thì cũng khả năng là sẽ chạm về đây thì Bình Minh sẽ có những cái nhịp chỉnh
chỉnh lại thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Còn trên xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy rằng những cái tín hiệu hiện tại thì đang cho thấy bình minh đang tăng giá khá là ok. Chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu MWG. Đối với MWG cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà nằm trong top những mã cổ phiếu cơ bản trong team của Hùng Lê phân tích và định giá. Thì đối với MWG thì các anh chị cũng có thể thấy rằng đoạn này thì MWG đánh cũng khá là ngắn, thì những cái tín hiệu hiện tại thì đang hơi xấu và khả năng MWG sẽ chỉnh về chạm kênh dưới, tức là đâu đó nó chạm vào vùng 83.5. Tại vùng này sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu MWG. PNG. Đối với PNG thì trong những bản tin trước thì cũng có đề cập đến cái nền của PNG đây, nó khoảng từ vùng giá 95, khoảng từ vùng nền 95, thì đây là một cái vùng nền mà cổ phiếu này khi mà cổ phiếu mà chưa gãy khỏi cái nền này hoặc là nó đang nằm đình trình ở quanh đây thì đây là những cái nền tích lũy của PNG. Dư địa để PNG tăng tiếp hay không thì chúng ta cần phải chờ những cái lực đánh về dòng tiền. Hiện tại cũng đang thấy những cái lực đánh dòng tiền đang khá là yếu nên khả năng là PNG nó cũng chỉ đang lình trình thôi, cũng chỉ lình trình quanh đây thôi. Còn cái phiên hồi cuối tuần đấy là cái phiên nó lấy lại cái phần cây nến đỏ trước đó thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục đối với PNG. PNG Novaland, chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu Novaland. Đối với Novaland thì nền anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là Hùng đã khuyến nghị các anh chị là đối với cổ phiếu này vùng nền từ 57 đến vùng nền 57.5, đấy là cái vùng nền mà anh chị của chúng ta có thể tham gia. Và đó là một điều là trong tuần vừa rồi thì đã có những lúc chạm về vùng 57.2 để các anh chị có thể tham gia được mã cổ phiếu này. Đó thì cái việc là gì, khi mà chúng ta đã định ra được một cái khoảng giá để chúng ta tham gia thì nếu cổ phiếu đã bị chạy vượt qua rồi thì ok, chúng ta cũng bình tĩnh, cũng không nên đuổi theo. Chúng ta sẽ chờ những cái cơ hội tiếp theo để chúng ta cũng có thể là mua và tham gia cổ phiếu này. Ok, trên đây thì chúng ta vừa mới điểm lại sơ bộ toàn bộ một số các cái mã cổ phiếu trụ dòng tiền, ngành ngân hàng có, dầu khí có, chứng khoán có và các cái mã mang cái tính chất nó dẫn dòng lớn như là Vinhome, như là VIX, vân vân. Thì chúng ta sẽ quay lại chỉ số VN Index của chúng ta. Thì đó là một điều là trong bản tin tuần trước thì cũng đã có đề cập đến việc là thị trường của chúng ta tiệm cận đến vùng 1.000. Đấy là một cái vùng mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm. Cái thứ hai nữa là các cái mã cổ phiếu trụ và các cái mã cổ phiếu mà phân tích thì gần như nó đã chạm được đến về cái target gần, tức là một cái nhịp đánh gần thì nó đã chạm được về đó, và khi đó thì cái động lực tăng giá của những mã cổ phiếu này nó sẽ bị chậm đà đi. Và rõ ràng một điều là thị trường của chúng ta cùng với đó thì thị trường của chúng ta cũng sẽ cần có những nhịp chỉnh. Trên góc độ phân tích hiện tại thì Hùng Lê thấy như thế này, tức là khi thị trường của chúng ta đã chạm về vùng 95-94 thì thị trường đã có 3 phiên. Trước khi có một phiên rơi rất mạnh thì thị trường của chúng ta đã có 3 phiên mà Hùng đánh giá đây là những cái phiên phân phối. Những cái phiên phân phối cũng tương đối là khá bởi vì khi lên đến đây thì cái dư địa mà để đánh tiếp thì gần như là nó không còn nữa, tức là những cái mã cổ phiếu nó chạy hết nước rồi. Đó thì VN-Index của chúng ta đã có 3 phiên, trước cái phiên rơi mạnh này thì đã có 3 phiên, và chính vì vậy thì trong ngày 26 thì Hùng đã chat lên ở trên Zoom để coi như là cũng là một cái cảnh báo cho anh chị là chúng ta chủ động chốt ở ngày 26, tức là tối ngày 26 thì Hùng đã đây 26 là phiên này này. Đó, phiên này thì Hùng thấy rằng là VN Index của chúng ta đang có những phiên tạo đà và cái đà nó bị suy yếu, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ chủ động để chúng ta chốt dần.
chốt dần. Khi chúng ta mua, thì chúng ta cũng mua dần, và khi chúng ta chốt thì chúng ta sẽ chốt dần. Và các anh chị lưu ý là ở những cái điểm này, các anh chị sẽ nhìn thấy ở những cái điểm tương đồng ở đây. Trước khi mà VN Index của chúng ta bước vào một cái nhịp chỉnh mạnh thì VN Index của chúng ta đã có những cái tín hiệu, và đây là những cái tín hiệu khá là nguy hiểm. Và khi gặp những cái tín hiệu khá là nguy hiểm như thế này, hoặc là ở đây, đó, trước khi mà thị trường chỉnh mạnh thì đã có những cái phiên, tức là cái đà đi của thị trường nó bị chững lại, và sau đó thì có những phiên rơi rất mạnh, và sau những cái phiên rơi rất mạnh thì sao, thì thị trường lại có những cái phiên hút lại cầu, có những phiên hút lại cầu đây, và sau những phiên hút lại cầu đó thì nếu như thị trường của chúng ta mà có những cái lực đỡ nhất định thì có thể là sẽ lình trình được 1-2 phiên, và sau đó thì thị trường lại tiếp tục đi xuống. Và cái việc là thị trường tiếp tục đi xuống hay là thị trường tiếp tục đi lên thì chúng ta sẽ căn cứ những cái tín hiệu về nến, tín hiệu về dòng tiền để chúng ta đánh giá. Còn ở góc độ hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là thị trường của chúng ta đang có những cái dấu hiệu khá là nguy hiểm, và cái phiên cuối tuần, đúng không ạ, phiên thứ 6 thì đã có một cây nến xanh dài tăng, thị trường của chúng ta tăng 14 điểm, tuy nhiên là cái phiên tăng này thì Hùng đánh giá là không thực sự là thuyết phục, không thực sự là thuyết phục, và không ngoại trừ là không ngoại trừ là phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới thì khi cái lượng hàng ở đây, cái lượng hàng của những cái phiên này đổ về, thì người ta sẽ chốt, và như thế thì rõ ràng một điều là đấy là những cái tín hiệu đang khá là nguy hiểm đối với thị trường của chúng ta. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây một cái đường viền dài kẻ dài của Hùng. Đấy là một cái nền hỗ trợ của VN Index, và chúng ta sẽ cùng quan sát VN Index của chúng ta ở trong nhịp này ở vùng 960. Chúng ta sẽ xem ở vùng 960 thị trường sẽ phản ứng như thế nào đối với vùng 960. Còn nếu như VN Index của chúng ta mà gãy nền 960 thì coi như đấy là một tín hiệu xấu. Và cái việc đến tại thời điểm hiện tại thì gần như là những cái tài khoản mà Hùng Lê quản lý, hoặc là những cái tài khoản mà Hùng Lê thường xuyên theo dõi, khuyến nghị cho các anh chị em, thì gần như các anh chị đã chốt gần hết rồi. Và bây giờ chỉ cần 1 đến 2 ngày nữa tiền mặt sẽ về. Và khi đó thì trong cùng một cái nhịp, nếu thị trường có chỉnh thì lúc đó tiền mặt của chúng ta sẵn sàng, và chúng ta lại có cơ hội cover lại một cái lớp cổ phiếu mới. Thì đấy là cái cách đầu tư. Còn cái lúc mà chúng ta nhìn thấy có những cái dấu hiệu mà thị trường nó khó quá thì tại sao chúng ta cứ phải theo cái khó đó, đúng không ạ? Những cái lúc dễ, đây những cái lúc dễ ở đây, tức là lúc đấy là Hùng phát cái bản tin video số 41, đúng không? Đây là những cái lúc dễ, đây là những cái quãng thời gian mà chúng ta có thể mua cổ phiếu tại những cái thời điểm đó, và sau đó thì chờ một cái nhịp tăng. Còn đây là những cái thời điểm, đúng không ạ? Đây là những cái thời điểm quá khó. Tại sao chúng ta lại phải đâm đầu vào những cái thời điểm quá khó? Chính vì như vậy nên là chúng ta cố gắng rèn luyện cho mình một cái tính kỷ luật, và chúng ta cũng không nên bị cuốn quá vào thị trường. Đó, khi nào chúng ta cần dừng thì chúng ta sẽ dừng, và khi nào chúng ta cần mua thì chúng ta sẽ mua. Và Hùng Lê cũng có đề cập đến cái việc là chỉ số HNX Index thì nó mang đúng nghĩa hơn, bởi vì các anh chị có thể thấy rằng là cũng một cái nhịp tăng, nhưng chỉ số HNX Index của chúng ta gần như không tăng được bao nhiêu. Và HNX chúng ta khi tăng chạm về, đây là cái khung Hùng vẽ, khi chạm về ở vùng 108 thì lập tức là HNX đã có những cái nhịp chỉnh. Và cái thuần về vận động về kỹ thuật thì của HNX nó sẽ đúng đắn hơn so với chỉ số VN Index, bởi vì VN Index của chúng ta có những mã cổ phiếu như Vinhome, hoặc là có những mã cổ phiếu mà nó mang cái tính đảo dòng nó lớn, dẫn đến cái việc là chúng ta phân tích chỉ số nó sẽ bị méo mó đi. Ok, về thị trường thì như vậy, tức là quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì Hùng đã quan điểm từ bản tin video số 45, đúng không? Tuần trước thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ chủ động chốt. Còn việc chúng ta mở mua mới, ok, chúng ta sẽ mở mua mới, có những mã cổ phiếu đẹp đủ điều kiện để chúng ta mở mua mới. Thì bản thân ở trên Zoom thì khi mà giải tán cái nhóm chiến binh Samurai 01 của nhóm cộng đồng thì Hùng đã lập lại hai nhóm để hỗ trợ khách hàng của Hùng Lê tại TVSI và tại TVS. Thì Hùng có khuyến nghị một số các cái cổ phiếu, ví dụ như là ngày 26 thì Hùng có đề cập đến cổ phiếu VCS.
Đối với VCS, đây chúng ta sẽ mở lại cổ phiếu VCS. Đối với VCS thì đây là một mã cổ phiếu nó mang cái tính kỹ thuật là tính cơ bản rất là cao. Và hiện tại thì VCS đã, nếu xét ở trong một kênh xu thế dài hạn thì VCS đã chỉnh chạm về cái nền giá 60. Cái nền 60 là một cái nền hỗ trợ khá là ok của VCS, và nếu như tại nền này cổ phiếu tích lũy vượt thoát thành công hoặc bẻ gãy một cái pha xu thế giảm giá thì như thế là VCS lại bắt đầu một cái con đường mới. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là về phân tích và định giá. Về phân tích và định giá thì Hùng sẽ cho bạn Hà, tức là vùng giá mục tiêu, vùng giá mục tiêu để gom cổ phiếu này sẽ là vùng 62 cộng trừ 10%. Đó, vùng giá gom mục tiêu. Đối với những anh chị mà chúng ta sẽ đầu tư ở một cái góc độ là đầu tư cơ bản, và trên cái nền cơ bản đó thì Hùng sẽ xem thêm cả cái nền kỹ thuật nữa, thì đó là một cái yếu tố tuyệt vời, rất là tuyệt vời khi mà các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê và các anh chị ở trong team của Hùng Lê. Thì bây giờ nền giá 64, Hùng đã chắc ở trên rung cho các anh chị nền giá 64. Đấy là cái nền bẻ gãy, tì gãy của cổ phiếu VCS. Và với VCS chúng ta có thể tham gia mở mua 1/3 đến 1/4 số định mua cổ phiếu này ở quanh nền giá 64. Cùng đánh giá rằng đối với VCS vừa mang yếu tố cơ bản và vừa mang yếu tố về kỹ thuật, thì cái vùng kháng cự trước mắt của VCS sẽ chạm về vùng 75. Và cái vùng này thì đến cái vùng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Sẽ tiếp tục phân tích đối với mã cổ phiếu này. Đó, tức là ngày 26 là Hùng có khuyến nghị mã cổ phiếu VCS. Mã cổ phiếu thứ hai Hùng có chat ở trên Zoom đấy là VRC. Thì đối với VRC Hùng vẫn đánh giá ở một cái nền, ở một góc độ ở đây là cái nền của cổ phiếu này từ 16.7 đến vùng giá 17. Đây là một cái nền mà chúng ta có thể mở mua 1/3 đến 1/4 số chúng ta định mua đối với mã cổ phiếu này. Và khi chúng ta chờ những cái tín hiệu của mã cổ phiếu này như thế nào đó thì Hùng sẽ mở thêm các cái điểm mua tiếp theo. Đối với VRC Hùng vẫn đánh giá đây là một cái mã nó vừa mang tính đầu cơ khá là cao, và hiện tại thì trend sóng của VRC nó cũng đang khá là đẹp, cùng thấy đang khá là đẹp. Cổ phiếu thứ hai, cổ phiếu thứ ba Hùng có chat ở trên Zoom ngày 28/2 thì cổ phiếu KSB đây. Đối với KSB hiện tại khi mà Hùng thấy có những cái dấu hiệu của cổ phiếu này đang có những cái nhịp đánh rất là tốt. Tốt ở chỗ nào thì thứ nhất đấy là KSB đã có một cái vùng nền ở đây tích lũy thành công ở tại cái vùng nền này. Đấy là vùng nền từ khoảng vùng giá 24 đến khoảng vùng giá 25, vùng nền tích lũy thành công, và đây là những cái phiên mà chúng ta sẽ mua. Ở đây là những phiên mà chúng ta sẽ mua khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu tốt, chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ chờ những cái nhịp test chỉnh. Và đây nếu mà đúng về kỹ thuật, nếu mà chúng ta theo dõi rất kỹ thì đây là sẽ là điểm mua 1 và đây sẽ là điểm mua 2 hoặc là điểm mua hết đối với mã cổ phiếu này. Thì đối với ngày 28 khi đó thì Hùng thấy có những tín hiệu rất là đẹp với mỗi mã cổ phiếu KSB. KSB ở nền 26.5 ở một cái nền tìm bật 26.5 và thậm chí là có thể lên đến vùng 26.8. đó, ở vùng 26.8 thì đấy là những cái điểm mua chúng ta sẽ phải mua, và mua ngay ở lúc đấy khi có những cái tín hiệu chúng ta xuống tiền mua. Và hiện tại thì nếu như anh chị mua ở đó thì bây giờ đã là T0, T1, T2 sang ngày đó, thì thứ nhất là chúng ta lợi về T và thứ hai là chúng ta lợi về giá. Còn đến lúc mà cổ phiếu nó chạy rồi, nó chạy những cái nước rút như thế này rồi thì rõ ràng một điều là chúng ta sẽ không đu nữa. Nếu chúng ta không mua được ở những cái điểm này thì chúng ta sẽ không đu nữa. Đấy là cổ phiếu thứ ba Hùng có khuyến nghị với các anh chị ở trên Zoom. Cổ phiếu thứ tư, đúng không? Cổ phiếu thứ tư đó là cổ phiếu TDH. TDH thì Hùng có đánh giá là TDH đã hoàn thành cái nhịp tích lũy ở quanh nền giá 10. Quanh nền giá 10 và khi đó thì Hùng thấy ở phiên ngày 28 thì TDH đang có những cái nhịp đánh và những cái nhịp gọi vượt thoát, và đánh ở đây là vùng giá
test lại quanh vùng 10.8 đến vùng 11. Đó. Test lại quanh vùng 10.8 cho đến vùng 11. Rất là đẹp ở đó, và các anh chị chúng ta cũng hoàn toàn có thể tham gia cổ phiếu này. Thì sau đó thì ngày mùng 1 trần hình như thế, đúng rồi, ngày mùng 1 TH tăng trần. Sau một ngày Hùng khuyến nghị thì cổ phiếu này tăng trần. Và với cái nhịp đánh hiện tại của TDH thì TDH thứ nhất là đã vượt thoát thành công vùng 11 rất là đẹp rồi. Và trong cái nhịp đánh ngắn hạn này thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng TDH ở quanh vùng giá 12.5. Đó, thì một cái nhịp đánh nó cũng ngắn ngắn đấy thôi. Nói chung Hùng thì cũng không có thể phân tích được những cái mã cổ phiếu nó dài, đôi lúc nó cũng chỉ ngắn ngắn như vậy. TDH, ok. Một mã nào nữa nhỉ? Một mã nào? KSB, TDH, VGI. Ok, một số anh thì bắt được mã VGI. Các anh chị lưu ý cái mã VGI, đúng không? VGI Hùng cũng phân tích xuyên suốt cả một cái chiều dài. Hùng phân tích lúc đó VGI test chỉnh về quanh vùng 10. Thứ nhất là test có một nhịp đầu tiên sẽ là quanh vùng 14.5, và cái điểm gần đây nhất mà Hùng có đề cập đến đấy là quanh vùng 18. VGI test chỉnh về quanh vùng 18 thì chúng ta tham gia, và rõ ràng một điều là VGI đang có những cái nhịp đánh rất là đẹp, mà cái phiên cuối tuần thì đánh đẹp quá, khi mà VGI thậm chí đã vượt thoát thành công vùng nền 20, cực kỳ đẹp luôn. Thì với những cái xu thế hiện tại của VGI thì chắc chắn là VGI sẽ tăng giá rồi. Với một cái lực đánh mạnh như thế này thì nó sẽ rất khó để cổ phiếu này sẽ chỉnh. Và đây là những cái điểm chạy nước rút rồi. Thì quan điểm của Hùng Lê là khi mà nó đã qua đi những cái điểm mua đẹp thì Hùng Lê cũng không có đuổi theo. Và cái mã cổ phiếu nó hơi thanh khoản hơi thấp, chính vì vậy nên là Hùng Lê không có chat lên Zoom, nhưng mà Hùng đã mở mua, Hùng và một số bạn nữa đã mở mua cổ phiếu này đấy, cổ phiếu Sen, quanh điểm mua quanh vùng 18.5, đúng không, trong phiên này, trong phiên 18.5 thì bây giờ là 20.5, thì như thế là cũng lãi được khoảng tầm độ đâu đó 10%, chưa được 10%. Nhưng mã cổ phiếu Sen thì nó cũng Sen thì nó cũng khá là đẹp, bởi vì nó có một cái nền tích lũy dài, và hơn thế nữa thì hiện tại thì những cái lực Hùng thấy những cái lực đánh về dòng tiền của Sen thì nó cũng đang khá là tốt, khá là ok. Ngày hôm nay thì Hùng không phân tích lại tất cả những cái danh mục, bởi vì đó là những cái danh mục của chúng ta. Những cái danh mục của chúng ta đây thì gần như là những mã cổ phiếu nào đã đạt được về đến target thì chúng ta đã phân tích rồi, và những cái mã cổ phiếu nào đang có những cái điểm mua thì gần như Hùng cũng đã phân tích cho các anh chị. Chỉ có điều là bây giờ Hùng sẽ có bộ ba cái mã cổ phiếu đầu cơ mà chúng ta vẫn thường hay theo dõi, đấy là bộ cổ phiếu HAG. Thì đối với HAG, trong những cái bản tin phân tích trước đây Hùng cũng đã phân tích cho các anh chị, khi Hoàng Anh Gia Lai đã có những cái nhịp đánh như này và chúng ta sẽ có những cái phiên test chỉnh về 5.15, các anh chị có thể xem lại. Đối với Hoàng Anh Gia Lai, đấy là vùng 5.15, là vùng Hùng khuyến nghị các anh chị có thể tham gia. Thì đối với hiện tại là Hoàng Anh đã chạy, đã có những cái phiên chạy chạm về gần đến vùng giá 5.7-5.8. 5.7-5.8 thì đó là một điều là khi cổ phiếu này chạy như thế, chạm về những cái vùng kháng cự đây, thì cổ phiếu này nó sẽ test chỉnh về đâu thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào thị trường nữa. Nhưng mà đối với Hoàng Anh Gia Lai thì trong nhịp này chúng ta sẽ canh và đẹp giá đẹp thì nó sẽ ở khoảng vùng 5.3 thì cũng khá là ổn đối với mã này. Thì chúng ta sẽ, bởi vì là thị trường chung của chúng ta nó đang rất là nguy hiểm, vì vậy nên Hùng cũng không có khuyến nghị anh chị mua, và chúng ta sẽ quan sát đối với mã Hoàng Anh Gia Lai thì như vậy. Mã FLC, đối với FLC Hùng đã phân tích cho các anh chị. FLC thì đoạn này đánh hơi khoai hơi từ, nhưng không sao cả, ở vùng FLC ở vùng 5.3, cái vùng nền 5.3 đây cũng là một cái vùng nền điểm tì bật của mã cổ phiếu này. ITA thì hơi khoai một tí, đấy là ITA trong bản tin trước thì Hùng đã đề cập rồi, đấy là chúng ta phân tích cái nền 278 bị thất bại thì bây giờ sẽ là nền 2.7,
Hùng đánh giá rằng nền 2.7 thì chúng ta sẽ tiếp tục xem cổ phiếu này ở nền 2.7, ở nền 2.7 và sẽ cần chưa tăng mạnh được, nhưng mà nền 2.7 là nền chúng ta sẽ quan sát, và khi có những cái điểm tỉ mật là những cái điểm mà cực kỳ quan trọng để chúng ta phải số tiền và chúng ta phải vào cổ phiếu. Có những cái mã cổ phiếu nào đẹp thì Hùng Lê sẽ ở bản ở dưới ở trong anh chị lưu ý nhé, trong cái tab cộng đồng. Sau khi các anh chị đăng ký kênh, đây các anh chị có thể bấm vào đây link đăng ký ở ngay ở trên góc phải ở trên màn hình đây. Các anh chị bấm vào đây để các anh chị đăng ký kênh. Và sau đó thì các anh chị sẽ vào ở cái tab cộng đồng, và ở đây thì Hùng sẽ up những cái mã cổ phiếu đẹp. Những cái mã cổ phiếu Hùng ngày mai Hùng sẽ dành thêm thời gian để Hùng sẽ list lại, và Hùng sẽ phân tích thêm những cái mã cổ phiếu top, những mã cổ phiếu chất lượng để up lên đây để hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư. Còn lại cái việc mà Hùng Lê cũng đang sẽ cố gắng, Hùng Lê cũng sẽ cố gắng để mở lại kênh hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư trên kênh Zalo. Nhưng mà nó cũng không thể sớm ngày một ngày hai được, mà chúng ta sẽ phải chờ thêm một tí. Còn trước mắt thì những anh chị nào đã đồng hành cùng với Hùng Lê và đã kết bạn với Hùng Lê thì có những cái thắc mắc gì thì các anh chị có thể chat trực tiếp với Hùng Lê ở đây. Hùng Lê sẽ sẵn sàng trả lời các anh chị nếu như mà lúc đó Hùng Lê không có bận. Đó, còn cái việc mà chúng ta mở lại cái Zoom đó thì Hùng Lê sẽ cần phải chờ thêm thời gian để chúng ta set up lại một tí. Và ở trên kênh YouTube thì bây giờ chính thức là từ ngày hôm nay, tức là tính thức từ ngày 1/3 thì Hùng sẽ đổi lại kênh kênh của chúng ta chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, bởi vì là cái kênh đầu tiên Hùng định là để là đầu tư chứng khoán theo phương pháp phân tích kỹ thuật, nhưng mà nó hơi dài, YouTube nó người ta không có cho, thì thôi cũng được, chúng ta cứ để chứng khoán và chiến binh trên từng con sóng. Thì một anh có nói với Hùng Lê là chiến thắng trên từng con sóng hoặc là thành công trên từng con sóng thì ok, chúng ta dùng từ chiến binh cho nó, bởi vì là ở trên cái thị trường chứng khoán nó cũng khá là khốc liệt, và bản thân như Hùng hoặc tất cả các anh chị đầu tư thì trên người cũng đầy thương tích rồi. Và Hùng Lê cũng mong muốn là cộng đồng nhà đầu tư sau khi mà chúng ta xem những cái bản tin của Hùng Lê thì có thể share hoặc có thể chia sẻ, để Hùng Lê mong muốn rằng tất cả những cái bản điểm tin của Hùng Lê và tất cả những cái giá trị Hùng Lê chia sẻ ở đây thì đều đến được với cộng đồng nhà đầu tư. Và một cái mong muốn lớn nhất của Hùng Lê là Hùng Lê muốn xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư bền vững, phát triển một cách bền vững, không phải là hôm nay chúng ta thắng rất nhiều nhưng ngày mai chúng ta thua rất nhiều. Hùng Lê không muốn điều đó. Trên thị trường chứng khoán là một cái kênh đầu tư rất là tốt, nhưng mà chúng ta cứ đi chậm, và rồi 3 năm tới 5 năm tới chúng ta sẽ có được những cái thành quả mà lúc đó chúng ta nhìn lại thì chúng ta mới thấy được là nó rất là quý giá. Bởi vì Hùng tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2010 cho đến nay là cũng được 8 năm đúng không ạ? 8 năm thì Hùng đã có được những cái trải nghiệm của Hùng ở đây là trải nghiệm thực tế và trải nghiệm trên chính những cái gì Hùng vấp phải. Và một số các anh chị cũng chưa biết về Hùng Lê thì Hùng Lê không được đào tạo về chuyên ngành tài chính. Các anh chị nhé, Hùng Lê học Đại học Kiến trúc Hà Nội, tốt nghiệp khóa 2003-2008. Đó. Hùng Lê là dân kỹ thuật, chuyên về thi công và xây dựng, đó là dân kỹ thuật. Tuy nhiên đến năm 2010 thì nó một cái cơ duyên nó đến với Hùng Lê, và khi đó thì Hùng Lê rất là yêu thích những con số, và từ năm 2010 thì Hùng lăn lộn ở trên thị trường để cũng mình vừa đầu tư, mình vừa đúc rút được những cái kinh nghiệm của mình. Và đó là một điều là bản thân Hùng Lê cũng như thế thôi. Bây giờ Hùng Lê cũng đang là một nhà đầu tư, và cái cách mà Hùng Lê hướng đến cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đấy là chúng ta đi chậm và chúng ta đi chậm và đi chắc. Đấy là quan điểm của Hùng Lê. Bản điểm tin thị trường tuần qua cũng như có một vài góc nhìn thị trường tuần tới, và đến đây là hết. Thì từ ngày mai kênh của chúng ta sẽ có một cái tên mới, đấy là chứng khoán chiến binh trên từng con sóng ở trên kênh YouTube, và hoàn toàn tương tự ở trên kênh Facebook cũng như vậy. Thì chúng ta sẽ đồng nhất tất cả những cái kênh này về cùng một tên để coi như chúng ta tiện theo dõi. Và các anh chị cũng nhớ đăng ký kênh ủng hộ
kênh để Hùng Lai cũng như các anh em trong cộng sự có thêm nhiều động lực, có thêm nhiều cái thời gian để coi như là tìm tòi nghiên cứu các cái mã cổ phiếu tốt để giới thiệu cho cộng đồng nhà đầu tư. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tiếp theo của tuần tới.